xin chào anh em trên kênh youtube à, nguyễn xuân tùng rồi hôm nay thì à, tùng sẽ dành thời gian để hỗ trợ cho anh chị em à, đã tập đàn trên kênh youtube nguyễn xuân tùng à, đầu tiên là anh à, ngăn võ thầy cho em xin clip nhạc đi thầy là sao ta ừ. <laughs> chưa rõ lắm chưa rõ lắm câu hỏi anh em chắc nhiều khi bình luận nhanh quá rồi xin clip nhạc nữa. rồi thầy tùng chưa rõ câu hỏi của anh anh nói rõ hơn nhé Tiếp theo, à, thầy Tùng nhờ thầy chọn cho mình một cây đàn guitar mẫu khuyết, gỗ thịt toàn phần, khoảng 4-5 triệu có không thầy? Cảm ơn thầy nhé. À, gỗ khuyết, à, mẫu đàn khuyết, gỗ thịt hết rồi, ok, đàn nó có. À, thầy Tùng là, à, có người người anh, người anh của thầy Tùng là chuyên gia sản xuất đàn của Việt Nam á, à, toàn là bằng gỗ không à, chứ không có loại văn ép. Thì... À, anh liên hệ với Hi Tùng ha, liên hệ với Tùng qua cái Zalo của Hi Tùng, rồi để Tỳ Tùng sẽ à, gửi những cái mẫu đàn cho anh, nó cũng nhiều lắm. Trên website cũng có website uh, lớp nhạc dáng son này. Đó, trên website này cũng có một số cái đàn, đây cũng có một số mẫu nha, anh có thể tham khảo sơ trong này, rồi uh, có một số mẫu thì Tùng uh, mới về thì Tùng chưa cập nhật được thì anh cứ tham khảo trước trong này đi rồi uh, thì Tùng sẽ gửi thêm một số mẫu khác cho anh coi nha rồi sau đó là liên lạc Zalo uh. với Tùng ha 0919473207 anh cứ nhắn tin vô trong cái Zalo nha anh anh Tuấn Trần nè. À Zalo thường thì chưa chưa có bạn bè thì nó sẽ nằm trong tin nhắn chờ. À, thì có thể là à thầy Tùng uh, chưa có đọc được liền nhưng mà anh nhắn một hai tin là tự nhiên uh, vừa nãy Tùng kiểm tra sẽ đọc được. À? Rồi ok anh. Đang thì nhiều lắm nha, thoải mái có trời. Uh thầy Tùng máy để mới quay đảo chiều rồi nhìn vô cho nó mình thấy trái phần mềm cao là nhé rồi ok cảm ơn anh cái này do thầy Tùng quay bằng cái điện thoại <laughs> điện thoại của thầy Tùng á mà điện thoại này là nó, nó có chức năng hai camera lúc đó quay xong không để ý nữa tự nhiên đăng lên thì nó bị ngược cái tay của mình còn cái tay của bạn kia thì thì đúng tay của mình thì bị ngược rồi ok cảm ơn anh buổi sau sẽ để ý kỹ hơn bỏ vô nhiều khi là xem lại rồi à, bỏ trong phần mềm Camtasia lật lại rồi cảm ơn anh à, Lớp thì tuần có bạn nhỏ này Vui lắm Bạn nhỏ này có khả năng là Bạn nó nghe nốt nhạc Bạn mò ra nốt à, Cái bài Roman là bạn nó tự Tự mò được đàn nốt ra luôn á à, Cho nên là Thì đồng phải đợn mẫu lại cho bạn xem Tự nhiên có nhiều cái bạn đều không có đúng á Và bạn chưa nhìn được nốt nhạc Bạn này là chưa nhìn được nốt nhạc Mà bạn này nhìn vào cái tay của người ta đàn Nghe tiếng là tự Tự mò được đàn được Hay vậy đó Rồi bạn này học được à, tại lớp nhà dân son thì mới có được uh, như là ba bốn tháng gì đó bạn học đang đọc điểm hát còn cái guitar đánh nốt đó, guitar lắc xích đó, thì bạn tự vẫn tập thôi cho nên là bạn không có nhìn được nốt nhạc thì một mốt tùng sẽ có một cái hướng cho bạn uh, sau khi học điểm hát xong là sẽ học bài bản lại uh, nhạc lý rồi uh, kỹ thuật của lắc xích để cho phát triển cái năng khiếu của bạn năng khiếu trời cho của bạn đó à, cảm ơn thầy Tùng anh anh Trần Đình Chánh giờ mới hiểu rõ hơn rồi cảm ơn anh đây là à, sự à, khác nhau giữa nhịp 24 nhịp 44 nhịp số 8 mình muốn mà anh Thiên Minh mình muốn mua lại bộ khóa shop à. Bộ khóa hả? bộ khóa thì nó cũng tùy thuộc vào cái đàn của mình nữa nha. Ví dụ như cái đàn mình xài khóa gì thì mình sẽ mua cái bộ khóa cái cái loại đó, cái dạng đó chứ còn nếu mà mình mua mình không có cái để ý cái bộ khóa cũ của mình gì mua về mình gắn vô nó không có vô được. Nó không có hợp nha. Rồi anh có thể là anh nhắn cái cái cái, cái, cái hình cái bộ khóa qua cái Zalo của Y Tùng ha. anh gửi hình bộ khóa cũ vào Zalo của thầy Tùng nhé yeah. để thầy xem bộ khóa nào uh, cùng dạng rồi tư vấn chính xác dạ ok chờ đông mà ghi đại điểm hát phần 2 à, huân trương hay quá rồi cảm ơn anh thả một cái tim gái à. thầy có thể xin đem trên sách nhạc bài này được không ạ? em kiếm mãi không ra hướng dẫn người ta bài khoảnh khắc đúng không khoảnh khắc thì anh chị em sẽ vào À, Nguyễn Xuân Tùng đây rồi anh chị em sẽ đánh vô ô tìm kiếm nè anh chữ khoảnh khắc khoảnh khắc từ khởi ra đây xích nhạc về khoảnh khắc rồi thế giờ bấm chuột phải nè lưu hình ảnh là anh tải được thôi rất là đơn giản đây anh vào đây tải về nha Đó, khoảnh khắc À, chị tôi khi ta cover anh Phan Giang Giang Phan tay đẹp bấm chuyển hợp âm nhìn là mê à, cái này đơn giản hả anh nơi anh bấm anh bấm nhiều lần là được ha tập hoài nó quen à rồi cố lên à. cái này mấy bài này anh tập khoảng chừng chắc mấy tuần là được à học trò tuyệt vời thầy ơi đúng rồi đây là chị chị Nguyệt chị đang ở bên Mỹ đó à anh Triệu việt thì rất là chăm học Rất là siêng Chỉ ra đi làm về là chỉ ôm cái đàn là chỉ tập liền Rồi cảm ơn anh Hoàng Việt à, Cho em xin file tập được không à, File nhạc lý 21 ngày rồi ok Để thầy Tùng up lên trên Cái website của Tùng nha Bữa giờ chưa up thì khoảng 2 tuần nữa Tại vì sắp tới thầy Tùng đi Đi công việc rồi hai tuần nữa thì mới về thì sau đó thì tùng sẽ up lên này rồi gửi file thằng anh em nha thì tùng để cái website đây à, tầm 10 ngày nữa anh vào web tải về nhé đó tại vì cái bạn uh, admin thì bạn cũng đang nghỉ phép luôn cho nên là tự động là không có người đăng bài nhìn anh giống quan lê giống chưa phát tướng <laughs> sắp mập rồi đó hướng dẫn bolero hoa trình nữ rồi cảm ơn anh em quan lê là số 1 rồi à, Ruby Huy Huy à, Cảm ơn uh, bạn Huy bạn Huy là một youtuber về ẩm thực. Anh Lê Chanh, rất cảm ơn Tùng hướng dẫn solo, tuy nhiên mình trao đổi là nếu tập theo phương pháp này thì à, nhìn vào bản nhạc sao biết được tốt nhạc, đó là đồ Remy. Xin Tùng cho biết để chơi một bản nhạc, các bước phải thực hiện là gì? Để chơi một bản nhạc. Được một bản nhạc là chơi là chơi thế nào? Chơi điểm hát là chơi solo. Thì theo góc độ của Tùng à, đang hướng dẫn cái bài Guitar Solo Tình Anh này nha. Đây là Tùng chia sẻ với lại anh Lê Chanh. À, thì đây là Tùng hướng dẫn cho những anh em mà ghiền học solo, thích đánh nốt nhưng mà không biết nhạc lý. Thì mình học theo cách này. Còn nếu anh em nào mà muốn học nốt nhạc á thì, thì Tùng có đăng cái bài mà 28 ngày à, chinh phục nốt nhạc. Hoặc là anh chị em học cái phần mà Vita Classic, Vita độc Tấu đó à, thì sẽ làm được tốt nhạc thôi tại vì mỗi video nó sẽ phục vụ cho một cái à, nhu cầu của từng anh em chứ không phải là nó nó, nó thỏa mãn hết được tất cả mọi người được không có à, có thể là đối với anh 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 nó thì anh lê chanh lê chanh lê chánh hay gì đó thì có thể là anh, anh thích là đánh nốt nhìn bản nhạc nhưng mà có người khác thì à, một số anh em thì người ta nhìn bản nhạc không được nên người ta tùng làm video này rồi riêng với lại anh anh tránh chắc là anh Chánh thì anh Chánh tập đi tùng cái bài này nha đây thì tùng mở lên cho uhm. youtube rồi sau đó vô phần kênh của bạn đây rồi anh... xin chào anh chị em hả kênh này không có danh sách phát nào kìa vô lý Danh sách phát của mình mà mình nhìn thông tha nó mới ghê chứ bởi vì ta Tại sao thầy đồng không thấy được cái danh sách phát của thầy đồng nhà? Vô lý đùng đùng. Rồi, thì tôi sẽ mở cái đường link đó cho anh em xem ha. Cái uh, khóa Guitar lạc xích cho người mới bắt đầu nè. Đây. À đây chỉ của hội viên có nghĩa là cái cái file này là file khác nữa. File dành cho anh em hội viên mới xem được video, còn anh em uh, chỉ là là tham quan bình thường thôi thì sẽ không nhìn thấy. Đây, đây là cái uh, toàn bộ những cái video mà dạy về lạc xích cơ bản. Anh em có thể là tập theo những video này nha. Nếu mà muốn học nốt nhạc rồi, Tùng gửi ra đây Nếu anh muốn Mốt nhạc Thì à, Tham khảo Các video này Rồi, ok anh Ngoài ra là có Cái 28 ngày chinh phục đốt nhạc nữa nha Để Tùng mở luôn đó cho anh coi đây, 28 ngày chinh phục nốt nhạc của nhạc lý. Nhìn nốt nhạc ở đường Nếu mà học được nốt nhạc thì quá tốt đi. À. Rồi, đây, có hai bài. Rồi, tiếp theo à, Duyên Nguyễn, Duyên Nguyễn hay quá thì ơi thích lắm luôn, bài hướng dẫn sẽ lỗi đọc câu hẹn câu thề đơn giản. Rồi, cảm ơn Duyên, Duyên Nguyễn. Rồi cảm ơn anh chị em. Cảm ơn thầy Tùng nha. Phạm Tolia, cách điểm hay buổi phấn. Rồi cảm ơn anh chị em. bắt vô. nhiều bài hay à, và quen cố gắng tập thôi. Cảm ơn thầy nhiều. Cảm ơn uh, chị Duyên. Chị Duyên là thành viên của khóa 9. Vina điểm hát. Uh, Free Love. Forever đăng ký kênh của anh đã lâu mà hầu như không được YouTube đề xuất video. Nay vào xem lại dần dần để lấy lại tương tác. <laughs> Tập điểm số đó câu hẹn câu thề rồi. Ok, cảm ơn. Cảm ơn anh chị em. Phải vào thường xuyên nha. Để còn biết mặt nhau chúng ta được quên hết. Thầy chỉ xin xét nhạc bài này với À. Câu hẹn câu thề hả? Rồi anh chị em kết bạn Zalo thì đồng đi rồi đồng à. à. gửi qua cho nha. Nhắn tin tên bài hát qua đây. rồi thì tùng mở cái này lên rồi à, anh xin xếp nhạc cái này đúng không anh chị em nhắn tin rồi à ok thì tùng đã gửi rồi đó chút nó hiện lên nè rất hay cảm ơn anh em hay quá thì ơi <laughs> cái này là thì tùng mà gặp người thầy đầu tiên của thầy tùng á hồi năm 94 mươi sao đó, 94 lúc đó tập đàn lần đầu tiên tập đàn thầy này thì không có biết uh, nhạc lý nha thầy không có biết uh, nốt nhạc là gì đâu thầy chỉ biết uh, đọc tên hợp âm thôi chứ không biết cái ký hiệu luôn biết đọc tên thôi vui cười có đẹp đồng ơi dạ đúng rồi phải tôn sư trọng đạo chứ thầy mà mà mình không tôn trọng thì làm sao mà à, mấy mốt mình dạy cho người khác người khác tôn trọng mình được Chứ việc đầu tiên là lòng biết ơn mình phải biết ơn những người dạy mình rồi cảm ơn anh TCT đúng rồi thầy thì đàn rất là mạnh đàn mạnh lắm hướng dẫn thu ca để hát cũng được ok thầy rồi cảm ơn anh chị em. Rồi, ôi thầy ơi. Ăn. Rồi, cảm ơn anh chị em đã tương tác nha. Không biết làm sao để vào. Thì bấm vào đường link trong phần mô tả này, nó có đường link thì anh em vào ha. A, à, guitar habanera hả? Cái bài này thì không được. Bài này thì nó là bài của hội viên hay sao? thầy Tùng mở lại cơ. Bài này của hội viên ha, anh em phải là hội viên thì mình mới mới xem được. À, mình rất thích cách dạy của thầy nhưng mình bận lâu lao động quá không có thời gian học tập trên lớp mình muốn học ở nhà, tự học nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu rất quý thầy Tùng à, sức khỏe thầy Tùng và gia đình cảm ơn anh tctt ở trên youtube phi tùng thì anh chị em cứ cứ học theo thứ cái bài theo theo từng chủ đề đó có từng chủ đề đó anh chị em học theo Chị ngay đây cảm ơn thầy nhé rồi cảm ơn gì nó không có ra nữa rồi thì các anh chị em trong quá trình tập luyện á, đây thì Tùng hướng dẫn cho cái cách mà để nhìn danh sách phát nè mà không biết sao mà ở ngoài nó không hiện ra nữa, nó có từng theo điệu nè, không biết anh chị em là bình thường nhìn được danh sách phát này không? thì Tùng tạo theo thành từng điệu, từng điệu như thế này đó để anh chị em nhìn vào và tập theo, anh em thích slow rock thì vào đi slow rock, anh em thích uh, uh, điệu uh, tango thì vô tango, thích bolero thì bolero ha, nó có từng điệu á anh em vào từng chủ đề anh em học thôi rồi trong quá trình học thì nếu mà gặp uh, cần thì tùng trao đổi gì thêm thì cứ gửi lại bình luận trong cái uh, youtube này nha. rồi sau đó thì tùng sẽ uh, sắp xếp rồi tùng sẽ hỗ trợ cho anh chị em rồi thì tùng xin chào các anh chị em